Chúng ta lại tiếp tục với nhau ở cái bài tập nâng cao của lớp 4 liên quan tới dấu hiệu chia hết cho 2, 5 và 9. Đây là bài tập nâng cao nhá, chứ học thường của lớp 4 là không có mấy bài như này đâu. Dấu hiệu chia cho 2, cho 5, cho 9 thì là bọn con phải học rồi. Con nhắc lại đi, chia cho 2 thì điều kiện là gì? Dấu hiệu là gì? Chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. À, chia cho 2 thì chữ số hàng đơn vị ấy, chữ số cuối cùng ấy, nó phải là 0, hoặc 2, hoặc 4, hoặc 6, hoặc 8. Nhưng bây giờ người ta lại muốn là chia cho 2 nhưng mà dư 1 cơ. Dư 1 tức là nó không chia cho 2. Thế thì sao? Vì 3x46y chia cho 2 dư 1 nên y có thể là 2 chấm. Không, 1. Không được không? Không thì không được, vì không nó chia hết mà. 1. Mà dư 1 mà, nên nó phải là 1, 3, 5, 7, hoặc 9. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình lại xử lý cái việc mà chia cho 5 lại cũng dư 1. Thế dấu hiệu chia cho 5 là gì? Có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. À, một số tự nhiên mà chia hết cho 5 ấy, thì cái chữ số tận cùng của nó phải là 0 hoặc 5. Mà bây giờ nó lại dư 1. Chấm chấm là 0 thì sẽ chia hết cho 5. Chấm chấm là 5 thì sẽ chia hết cho 5. Vậy bây giờ suy ra là muốn dư 1 thì nó phải có dạng gì? Nó không phải là 0 nữa mà phải là mấy? 1 hoặc 6. Đúng rồi. Như vậy chấm chấm số 1 thì chia 5 sẽ dư 1. Hoặc chấm chấm tận cùng là 6 thì chia cho 5 sẽ dư 1. Vậy mình lập luận vào đây là vì cái số 3x46y chia cho 5 dư 1 nên y. Nên y làm sao? Chỉ có thể là nên y 1/6. Có thể là, có thể là 1 hoặc 6. Hoặc 6. Đúng không? Trên này là điều 1, dưới này là điều 2, đây là hai điều mình lập luận được. Thế chữ số nào sẽ là chung đây? Y thì là chữ số cuối đây rồi. Y đây, y đây. Trên này xuất hiện số 1, dưới này xuất hiện số 1. Thế 6 được không? Y bằng 6 được không? Không. Vì sao? Vì nếu y bằng 6 thì nó lại chia cho 2 mất. Mà người ta muốn là chia 2 dư 1 cơ mà. Vậy thì kết quả từ 1 và 2 suy ra y phải bằng 1. Đúng chưa? Và lúc đó ta có số 2.3x461. Nhưng người ta lại muốn là chia cho 9 cũng dư 1 cơ. Tổng các chữ số của số kia, hay của số 3x461 là 2.3 cộng x cộng 4 cộng 6 cộng 1 thì bằng bao nhiêu? 14 cộng x. Đề bài cho là vì cái số 3x461 chia cho 9 dư 1 nên 14 cộng x là tổng các chữ số khi mà chia cho 9 cũng dư 1. Thế thì bây giờ x là chữ số nên x có thể là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và chúng ta đi xét cái bảng là x, xong rồi là 14 cộng x, đúng không? Thế x là từ 0 cho tới 9, mà cộng vào làm sao chia cho 9 lại dư 1 thì con nghĩ là x bằng mấy? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số mấy đúng? 5. Số 5 vì sao? Thì cái này là 14. 5 cộng với 14 là bằng 10. 19. Mà 19 chia 9 thì dư 1. Dư 1, 19 chia 9 được mấy? 2. Được 2, đúng rồi, ok. Đây nhá, là 14 thì không được này, 14 chia 9 được dư 5 này. 15 cũng không được, 16, 17, 18 không được đâu, nhưng mà 19 thì lại được. 20, 21, 22, 23 cũng không được. Thế 19 mà được thì x phải bằng mấy? X phải bằng 5. Đúng rồi, x phải bằng 5 này này. Tóm lại, vậy x bằng 5 và y bằng 1.
Rồi xong.